Hello, xin chào các bạn thân yêu đã trở lại với chương trình Hi-Fi của The Fucking English. Hôm nay tụi mình muốn mang đến cho các bạn các bộ phim nước ngoài, vừa xem, vừa giải trí mà còn học lẫn được tiếng Anh một cách tự nhiên nữa. Với tập 1, tụi mình đã giới thiệu về top 5 những bộ phim khoa học viễn tưởng vô cùng kịch tính. Trong tập phim hôm nay sẽ là top 5 những bộ phim hài nổi tiếng, sẽ giúp cho các bạn vừa học vừa vui mà còn giảm căng thẳng. Nào, hãy cùng tụi mình điểm mặt qua từng bộ phim mà tụi mình tâm đắc muốn gửi đến cho các bạn ngay sau đây. Mở đầu cho bảng xếp hạng là Ocean 8, Bangkok Thế Kỷ Đẳng Cấp Quý Cô. Đây là phần riêng từ bảng Ocean 11 với toàn các tên tuổi nữ diễn viên nổi tiếng. Ocean 8 đã được cải biên một chút, đem đến cho khán giả dàn diễn viên chính toàn những gương mặt nữ, hài hước và duyên dáng. Tụi mình tin chắc rằng mọi bạn nữ sẽ nhận ra hình như có một chút gì đó là mình trong chính nhân vật trên màn ảnh. Trong bộ phim này, ngữ cảnh và câu từ khá đơn giản, gần gũi và dễ hiểu sẽ giúp cho bạn đạt hiệu quả trong quá trình luyện nghe tiếng Anh, và bạn cũng đừng quên note lại những idiom đắt giá nhất cho riêng mình nhé. Về nội dung, Bangkok Thế Kỷ mở đầu bằng việc Debbie Ocean đã được trả tự do sau 5 năm tù. Từ đây, một team siêu trộm đã được thành lập và trưởng team là Debbie. Với một kế hoạch tinh vi, họ đã cùng phối hợp để chơm chiếc vòng cổ của cô nàng Daphne đeo trong buổi tiệc sang trọng và tẩu tán nó ra bên ngoài một cách an toàn. Liệu họ có thực hiện được điều này và có vật cản nào ngăn cản phi vụ của họ thành công hay không? Hãy đón xem và tìm câu trả lời ngay nhé. Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng đã thuộc về bộ phim nằm trong top những bộ phim hài hay nhất của thế kỷ 20 do Viện phim điện ảnh Mỹ bình chọn, Mrs. Doubtfire, Bảo mẫu giả danh. Đây là câu chuyện hài hước kể về ông bố hết lòng yêu thương con, nhưng vô tình lại là một người chồng thiếu trách nhiệm. Ở tuổi trung niên, phải vật lộn với cuộc sống, Daniel Hewlett gần như đã mất quyền nuôi con. Kể từ lúc bị tước bỏ quyền chăm sóc con cái, mỗi tuần chỉ được một lần nhìn thấy ba đứa con thân yêu, có lẽ không đủ với một người bố tội nghiệp này. Một quyết định táo bạo đã được vạch ra khi Daniel đã đóng giả thành một bà quản gia già nua để được sống chung trong mái nhà của chính mình. Những tình huống hài hước và cảm động từ đó liên tục được diễn ra trong chính gia đình nhỏ này, và ngày càng khẳng định rõ hơn về tầm quan trọng của gia đình trong trái tim của mọi người, đặc biệt là với người cha Daniel. Danh hài Robin Williams cũng đã xuất sắc thể hiện vai diễn độc đáo về bà vú, đem đến những tiếng cười không ngớt trong suốt 120 phút của bộ phim này. Khác với những gì bạn sẽ được học trên trường lớp, bộ phim sẽ dạy cho bạn những từ vựng, những câu văn thực tế trong cuộc sống hàng ngày của người bản xứ, những từ lóng, những cách diễn đạt thông dụng. Bạn sẽ thấy rằng, việc học từ vựng và phim ảnh sẽ dễ ngấm hơn rất nhiều vì những từ mới. Cách diễn đạt mới này có tính ứng dụng rất cao trong tình huống thật. Với 120 phút không phải là quá dài, hãy cùng tụi mình đón xem và theo dõi bộ phim này ngay nhiên. Is never done. Oh, first here's a woman. I'm getting hot flashes. Tiến đến vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng là bộ phim Funny People, Những Người Vui Tính. Trong bộ phim này, diễn viên Roger Simon là một diễn viên hài nổi tiếng, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng lại mang trong người căn bệnh về rối loạn máu hiểm nghèo. Trái ngược với Roger Simon, Ira Quaid là một diễn viên hài nhưng vẫn còn đang vất vả để khẳng định tên tuổi của mình. Câu chuyện xoay quanh về hai nhân vật với hai lời thoại dễ hiểu, thông dụng và dễ dàng sẽ giúp cho bạn luyện nghe và hiểu tiếng Anh hiệu quả đấy. Khi xem bộ phim này, các bạn sẽ nhận ra rằng hai người đàn ông này đều có một điểm chung là cả hai đều không có bạn thân. Một đêm nọ, Roger chú ý đến Ira khi họ có một buổi biểu diễn trong một bộ phim online tại cùng một sân khấu. Và từ đó, Roger đã đề nghị với Ira trở thành trợ lý, cũng như người giới thiệu trước mọi vở diễn của mình. Trong bộ phim này, Roger và Ira đã trở thành đôi bạn thân khi Roger đã giúp Ira học cách thu hút đám đông và trở thành một diễn viên hài nổi tiếng. Liệu tình bạn của cặp đôi này sẽ đi đến đâu và phim có những tình tiết hài hước gì sắp xảy ra? Hãy cùng tụi mình đón xem và theo dõi bộ phim Funny People này ngay nhiên. Girlfriends are so much better, you know, you finish up and you're just like, well, you know, that's how I do it. Tiến đến vị trí thứ hai là Zoolander 2. Zoolander là tác phẩm hài do chính Ben Stiller sánh vai chính kiêm đạo diễn, ra mắt vào năm 2001. Cùng tham gia với anh còn có Owen Wilson and Will Ferrell, vốn là hai gương mặt danh hài khá quen thuộc. Are you like a male model or a female model? All is all. But I think he's asking, do you have a hot dog or a bun? Chuyện phim kể về anh chàng quê ở trái đất Zoolander đã chán với cuộc đời buồn tẻ nơi đất mỏ, nên đã quyết định dấn thân vào theo đuổi nghề người mẫu. 16 năm sau, ở tập phim đầu tiên, người mẫu Derek Zoolander của Ben Stiller đã sẵn sàng quay lại với hàng loạt những chiêu trò điên rồ trong Zoolander 2. Dĩ nhiên, không có cuộc phiêu lưu nào là đơn giản đối với các nhân vật chính cả.
Derek đã vô tình dính vào phi vụ ám sát tổng thống Malaysia. Dù là phim 2, Julander đã khéo léo lồng ghép những chi tiết vạch trần hậu trường đen tối phía sau bộ mặt hào nhoáng của ngành công nghệ thời trang, đồng thời cũng tái hiện lại một phần lịch sử sau vụ ám sát tổng thống Mỹ Kennedy. Đây là bộ phim vừa hấp dẫn về nội dung và cả lời thoại. Tụi mình tin chắc rằng bạn sẽ không hề rời khỏi màn hình giây phút nào khi xem qua bộ phim này đâu nhé. Và vị trí cuối cùng đã thuộc về Dante Ghost Dream Twist, là bộ phim ra mắt năm 2012, nhưng không thể phủ nhận, đây là một trong những bộ phim hài hay nhất nước Mỹ. Câu chuyện kể về hai anh chàng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Hai anh chàng đã quyết định gia nhập vào lực lượng cảnh sát. Sau khi gia nhập vào đội ngũ cảnh sát, hai người đã được phân công đi dạo quanh khu phố 21 để truy bắt tội phạm buôn bán ma túy. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hai anh chàng siêu quậy này đã được phân công một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là giả dạng thành hai sinh viên, luồn vào trong trường học để điều tra các vụ buôn bán ma túy đang được liên tục diễn ra tại trường. Từ đó, các tình huống dở khóc dở cười đã được diễn ra liên tục bởi hai anh chàng cảnh sát ngây ngô này. Bộ 21st Room Tricks nằm ở những câu thoại thô cợt, những tình huống, những chiêu trò khó đỡ của hai anh chàng bạn cột chèo, hợp tác làm đủ trò lố lăng để điều tra vụ án. Không chỉ có những phân đoạn vui nhộn, phim còn có những phản lặng để khai thác sự hiểu lầm, sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật bản thân. Người xem như nhìn thấy mình trong chính nhân vật đó. Việc không có phương pháp và hứng thú sẽ trở thành rào cản lớn trong quá trình học tiếng Anh. Với video này, tụi mình mong muốn truyền tải đến cho các bạn cảm hứng và động lực học qua các bộ phim hài hước. Hãy kiên trì và tạo dựng thói quen này hàng ngày, không sai đâu, bạn sẽ trở thành một tay chém gió tiếng Anh cực đỉnh đấy. Tin tụi mình đi. Còn bây giờ, tụi mình xin tạm biệt tại đây. Tụi mình sẽ trở lại để tiếp tục với những series hi-fi hấp dẫn hơn. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube Theo Đường Nhẫn nhé. Tụi mình là The Fucking English. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.